Triển lãm thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững 2024 vừa diễn ra tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của 30 gian hàng thuộc 20 tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Triển lãm năm nay tiếp tục trưng bày, giới thiệu các mô hình thực tiễn về sản xuất bền vững, chia sẻ, hướng dẫn, thực hành tiêu dùng bền vững, tổ chức các phiên trao đổi, thảo luận mở, có sự tham gia của các chuyên gia, các nhân vật truyền cảm hứng. Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm, có nhiều chương trình trò chơi, đố vui trúng thưởng với nhiều phần quà thiết thực, bất ngờ dành tặng cho người tiêu dùng. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tăng cường kết nối kinh doanh, người tiêu dùng trải nghiệm thực tiễn các sản phẩm bền vững và các cơ quan quản lý, các tổ chức, hiệp hội có thêm thông tin hữu ích về thực tiễn sản xuất, tiêu dùng bền vững của doanh nghiệp và người dân. Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia sâu rộng và cam kết mạnh mẽ với quốc tế về các chương trình hành động bảo vệ môi trường, đặc biệt là giải bài toán vừa hướng tới một nền kinh tế carbon thấp, đồng thời có tốc độ phát triển vượt bậc để góp phần thúc đẩy Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26, cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Để thực hiện được cam kết này, cần có sự chung tay hành động của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và lộ trình thực hiện từ chính phủ cũng như cả hệ thống chính trị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, cộng hưởng với sự tham gia sáng tạo, thiết thực của các doanh nghiệp, sự ủng hộ, quan tâm của người dân, triển lãm kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực, được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và xã hội.